Ở Hội Hoa Đắk Lắk năm 2023 chúng ta sẽ ngắm gì? Ngắm bộ sưu tập những dòng lan có thể để bàn được cả nhà. Để bàn rất gọn nhưng rất đẹp. À, đầu tiên đó chính là những dòng vũ nữ. Ồ, vũ nữ này chắc anh chị ít khi thấy đúng không? Hoa nó to bằng tay như thế này nè. Đấy. Nhưng mà rất tiếc là đó, hoa rất là đẹp luôn. À, hoa rất là đẹp ha. Ở vũ nữ thì nó có màu này màu tím nhung. Đấy, mọi người xem mình. Bản thân cái nhụy của nó đã thấy là một nàng vũ nữ là đang tung cánh rồi. Hay là đừng, mình chưa xét tới cái cánh nha, mình xét cái nhụy thôi à. Làm thấy một mình, mọi người có thấy một hình ảnh một nàng vũ nữ đang bay chưa, đang bay nhảy chưa? Đó, lý do tại sao vũ nữ rất đẹp luôn mọi người ơi. Rồi tiếp theo màu trắng đi, mình ngắm đi. Wow, cái dòng vũ nữ này là vũ nữ gì thì Mai Lan TV không biết tên nha. Thật sự là không biết tên cái dòng vũ nữ này. Anh chị nào biết có thể comment bên dưới cho Mai Lan TV cùng và mọi người cùng cập nhật nha cả nhà. Thấy không, cái hình bên trong rất là đẹp luôn. Trời ơi cái màu này nè. Trời ơi cái màu ghiền chưa. À, cái màu này quá ghiền luôn á nhà ơi. Và nói là những cái dòng mà hoa nhỏ, à lùng mọi người, cái vòi nó không có dài. Tại vì nhiều cái hoa nó bự nên vòi nó không có dài. Nên là có thể để trên bàn không, đặt trên bàn sẽ rất là phù hợp luôn. Đó, rồi. Ô chà, cái này em ơi, cái này không có quay xa được đâu, quay gần đi. Ồ, nhìn khá là ma mị luôn không. Thấy chưa. Ồ, ghê gớm, quá ghê gớm. Cái dòng này quá ghê gớm. Cái này nhìn có vẻ là quyền lực ha. Nhìn hai cái tia này nè. Nhìn quyền lực chưa? Quá quyền lực luôn. Ồ, đây là vũ nữ đó nha ơi. À, cái này cũng trắng thì giống cái này ha. Một chậu của nó là nhìn đã không? Quá đã luôn. Nhìn từ xa nó giống cũng cỡ cỡ hồ điệp chứ không giỡn đâu à. Đúng không? To hơn cỡ hồ điệp á. Mà thấy giống hồ điệp không em? Giống hả? Rồi. Đây một dòng lan rất lạ luôn. À, chắc là ít anh chị biết. Ít là chắc là khoảng là 70% thôi. Còn 30 anh chị cho lan là sẽ biết. À, đây là lan kim tuyến đó nha. Lan kim tuyến. Dòng lan này là dòng lan thuộc trong danh sách, nghĩa là trong sách đỏ rồi đó nha. Nó là nghĩa là sắp tuyệt chủng, cần được bảo vệ. Tại dòng lan này là nó là một vị thuốc đó nha. Nó một vị thuốc. Hoa của nó thì nhỏ thôi. À, tiếp theo là một dòng lan đến từ tỉnh Bến Tre. À, dòng tóc tiên hương dừa đó nha. Nói đùa thôi chứ nó không đến từ tỉnh Bến Tre nha. Cái hương của nó đến từ Bến Tre thôi. Còn cái cây lan của nó thì nó xuất phát từ tỉnh nào thì Mai Lan TV không biết rõ nha. Tại vì sao? Tại bây giờ đứng đây vẫn nghe cái mùi, cái mùi mà một cái mùi dầu dừa đó nha. Cái mùi thơm của mùi dầu dừa. À, đứng đây vẫn nghe nha. Ban ngày thì mà có nắng luôn nữa thì nó nghe càng đậm nữa. À, đây là cái mặt hoa của nó. Tóc tiên hương dừa. Đó, cái mùi mình phản phất vậy là mình nghe cái mùi hương dừa rất là đậm đặc luôn. Rồi. Tiếp theo là một chậu lan mà chưa bao giờ được thấy. Cái này lan gì ta? À, một là chắc là họ tóc tiên luôn quá. Không biết là dòng lan gì cả nhà. Hoặc là vũ nữ, mà phải vũ nữ không? À, cái mặt hoa thì không giống vũ nữ lắm. Vũ nữ là cái này ở Đà Lạt. Ở Đà Lạt chắc gì vũ nữ em. Cái này có thể là dòng tóc tiên luôn cả nhà. Nó có thể là dòng tóc tiên, Mai Lan TV đoán vậy á. Còn mọi người có biết cái này là dòng gì không cả nhà? Cũng vừa giống lan lộng, vừa giống lan vũ nữ mà cũng khá là giống cái củ của tóc tiên này, nên là không biết nó là dòng gì mọi người. Anh chị nào biết cái dòng này là dòng gì không cả nhà? Nếu biết thì comment cho Mai Lan TV cùng biết nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tới đây để mình xem một cái dòng lan khá là vui vẻ. Đây. Đây. Đó, nó tên là lan hài cả nhà. Đây là bộ sưu tập lan hài nha. Lan hài. Đó, mọi người thấy không? Khá là vui vẻ nha. Thật ra thì cái tên hài của nó là giống một chiếc hài cả nhà, giống một tiếng hài của các công chúa đồ ngày xưa rồi hay mang, nó giống chiếc hài á. Đây là một cái dòng lan hài, một mặt hoa đó. Còn hỏi nó tên gì thì thôi, Mai Lan TV là bó tay bó chân luôn. Rồi, đây một cái anh hài rất là kiểu giống như bạch tuộc đó cả nhà. À, nhìn kinh chưa? Nhìn sọc, rất là cái màu sọc nó đen nâu cả nhà, rất đẹp. Như hài này như anh biết tên nè. Hài gì ta? Vân Nam. Phải không? Thấy giống giống. À, đoán nó là hài Vân Nam, còn phải không thì không biết. À, cây hài này Mai Lan TV có nè. Đó, hài này Mai Lan TV có nha. Có hài này. Hài này hài gì anh hả? Em không biết tên anh nhiều quá. Ờ, nhiều quá không biết luôn á. Lắm. Rồi đây Mai Lan TV cũng có cây này luôn nè cả nhà. Có cây này 3 chậu lận nhưng mà chưa có hoa. Hài nói chung là quên cả nhà, chắc phải về cập nhật lại quá. Hài đó chắc hài hước á. À, hài hước. Rồi, ban tổ chức nói là hài hước.
Thôi mọi người cứ ngắm mặt hoa nha cả nhà, ngắm những mặt hoa độc lạ của dòng lan hài. Đây là tiếp tục một dòng lan, một cái bộ hài khác rất là to luôn, đủ quá to lắm cả nhà. Thì cái màu này là màu khá là trầm, kiểu mà nó giống như cái mũ của cướp biển dùng Caribe vậy đó. Rồi bây giờ mình ngắm màu trầm nữa, mình qua mình ngắm cái màu nóng. Ở cái này nó tàn lại đây nè, đó, quay cái này cho mọi người ngắm nè, đó màu nóng nha cả nhà, đó màu nóng ha. Đó, khá là nóng bỏng luôn, màu cam ha. Rồi kế bên đây là một màu rất là hài hòa luôn, một màu hài hòa là vàng, cái vừa vàng mà vừa nâu, pha nâu ha. Mọi người thấy cái sự độc đáo của lan không, lan hài ha. Đó, nó có một cái hài ở đây nè, chắc là ong bướm là bay tới chỗ này để mà bị thu hút bởi cái mùi ở đây nè cả nhà, thì bay tới đây sẽ lọt xuống đây chắc. Nó kiểu cũng giống khá là giống nắp ấm đúng không em? Rồi sẽ một cái màu cute formique đó, màu hồng. Nhìn thấy không, nhìn cưng không cả nhà, nhìn cưng, nhìn giống như một cái mũi hài đó, mọi người thấy không, giống như một mũi hài rất là đẹp luôn, nên là nó có tên lan hài. Ồ hô, cái này nè, cái này mới ghê, mọi thấy không, nhìn lạ không cả nhà, nhìn như con bạch tuộc ấy. Không, nếu nói về bạch tuộc thì phải cho mọi người xem cái này nè. Nếu nói về bạch tuộc thì phải cho mọi người xem cái này. Ôi, nhìn như râu bạch tuộc luôn. Đấy, cái kia là cái mình nó giống bạch tuộc thôi, nó không có râu, này có luôn râu bạch tuộc. Anh chị nào biết cái dòng lan nào thì comment dùm Melan TV nha, là cái dòng lan hài này hài gì nha cả nhà, để cho mọi người cùng học hỏi để mà biết thêm, hiểu biết thêm về cái dòng lan này. Wow, để coi cái gì lạ nữa cả nhà. Ui, lạ nhiều lắm. Đó thì mình ngắm cái này đi. Melan TV thì chỉ nhớ mỗi cái gọi là lan hài hằng, mà không biết cây nào là cây hài hằng. Hài hằng nó như nó mùi thơm cả nhà. Nó mùi thơm. Chỗ này lan màu trắng. Ui, quá trời hài luôn. Quá trời hài. Dạ. Rồi. Thì đó là những cái mặt lan hài cả nhà, rất là nhiều mặt lan hài. Đây là cái mặt này nhìn như một cái gì ta, như cái gì thì nó rất là lạ, nhưng mà chưa có tưởng tượng ra. Cái này nó phồng ra và nó màu trắng, cái hoa này nó nở rất là lạ luôn nha, như cái bóng đèn á. Đúng không, nhìn như bóng đèn, đúng là cái tạo tác của thiên nhiên quá hay luôn á nha. Hài này hài phù thủy. Hài phù thủy đâu? đây nè mới phù thủy nè. Đấy, mọi người thấy không, cái này là giống như con mực luôn á đó. Đó, giống cái đuôi con mực không đó, đèn thui luôn đó. Đây là cái sự độc đáo của dòng lan hài tại Hội Hoa Lan của tỉnh Đắk Lắk cả nhà, năm 2023. Thì nó rất là nhiều mặt hoa luôn, mà tại vì bây giờ là âm thanh cũng khá là ồn, nhạc mở khá là to rồi, nên là quay nó cũng khá là tác nghiệp, nó cũng khá là bị ảnh hưởng á. Nên là hẹn gặp lại mọi người để mà chia sẻ với mọi người những vẻ đẹp của các dòng lan khác, chẳng hạn như là các loài già, các dòng đơn thân khác như là hỏa hoàng cam, hay là ren red, hay là nhiều dòng khác nữa, rất 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 đẹp luôn. Mọi người đừng bỏ lỡ nha. Bỏ lỡ cái vẻ đẹp của lan tại Hội Hoa Lan tỉnh Đắk Lắk năm 2023 là rất là tiếc luôn, rất là đáng tiếc luôn nha. Nên hãy theo dõi những clip tiếp theo của Melan TV nha cả nhà. Nhớ bấm like và chia sẻ nếu thấy đây là những cái mặt hoa rất đẹp mà nhiều người khác nên được chiêm ngưỡng. Chia sẻ giùm Melan TV nha.